Sáng ngày 26 tháng 2, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu tỉnh ủy đến 216 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghe triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng tại hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng kết chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu cũng được tìm hiểu một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13.